Bà Sát Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị là một cái tác phẩm cây của anh Mai Đình Loát, một cây chủ nhiệm, anh là chủ nhiệm câu lạc bộ bonsai Đầm Chành, và một cái cây cây xanh mang cái phong cách cổ nhưng vẫn nhìn vẫn có cái hình dáng của cây bonsai đương đại, quý vị. Cây hai thân cực kỳ là đẹp, hai thân đồng điệu, bổ trợ nhau, đẹp lắm quý vị. Đây, cây này thì cụ Lê Quang Khang cũng đã bình luận là tác phẩm huynh đệ tương cố, tên rất là hay và nhiều ý nghĩa. Thì cây hai thân đúng với cái tên huynh đệ tương cố, hai cây hỗ trợ tương tự vào nhau, cùng nhau phát triển. Cái cành phóng là một cái cành để là những cành tạo điểm nhấn của cây, và cũng mang một cái yếu tố hoài bão của tác phẩm, của chủ nhân gửi vào tác phẩm. Tất cả chúng ta đều phải hướng lên phía trước và vươn đến thành công. Một cây càng nhìn càng cuốn hút quý vị ạ. Cây của anh Mai Đình Loát quý vị nhé. Thật là tuyệt vời. Thế và quý vị ơi, rời xa cây của anh Mai Đình Loát, quý vị sẽ được ngắm cây xanh của anh Dũng Kẹo, một cây xanh cổ, một cây xanh cổ có cái đường thân dáng trực hoành. Và thưa mấy quý vị, là một cây xanh này cái tuổi đời thì chắc là có Sai Đức Huy không giới thiệu để quý vị cũng hiểu, cái tuổi đời nó xếp vào hàng kinh khủng luôn. Tuổi đời không biết là bao nhiêu nữa, nhưng mà cái dấu ấn thời gian và cái thời gian năm tháng và cái độ tuổi đã thể hiện hết ở trên tác phẩm này. Và cây ngồi đến chậu không biết từ bao giờ đây, rễ đã gần như là vượt ra khỏi cái chậu rồi quý vị ạ. Cây nhỏ nhưng mà cái giá trị nghệ thuật rất là cao. Ngoài cái giá trị nghệ thuật còn cái giá trị về mặt thời gian. Là cái bộ râm thì san hô hết rồi, chùn rụt. Vâng, đẹp quá quý vị ạ. Quý vị ơi, trước mắt quý vị là một cây xanh, một cây đúng chất là một cây cổ thụ thu nhỏ đấy. Vâng, một cây bonsai có cái bóng dáng cực kỳ đẹp. Nhìn vào hình thì quý vị sẽ không hình dung ra là tác phẩm to như nào. Quý vị sẽ nghĩ đây là một cái cây rất là to hả quý vị. Vâng. Nhưng mà kính thưa quý vị, tác phẩm chỉ cao khoảng từ bệ lên chỉ khoảng 20 phân thôi quý vị. Thế nhưng mà nhìn đây thì chắc hẳn quý vị sẽ nhìn cảm tưởng như cây cao khoảng 5-70 phân này. Một tác phẩm bé nhưng mà mang hình dáng của cái tác phẩm cây đại thụ thu nhỏ, và cái độ hoàn thiện rất là cao. Đẹp lắm. Các mọi người cũng đang đứng trước tác phẩm ngắm rất là đông. Chào các anh nhé. Để quý vị rời xa tác phẩm xanh
Xanh Giáng Làng, vị sẽ đến một tác phẩm xanh của anh Sơn Ô Tô, một cái xanh Nam Điện. Thì đây là một cái tác phẩm đúng chất là một cây xanh cổ. Một cây xanh cổ nhưng mà mang hình dáng của cây bonsai. Cái nét tự nhiên của chi cảnh, cái nét phóng khoáng của tác phẩm. Thế và quý vị có thể chiêm ngưỡng được một cây có độ tuổi cực cao, những cái u sụn tự nhiên của tác phẩm quý vị nhé. Đây, cái tự nhiên này thì mới nói lên là cái cây cực kỳ già. Đấy thưa quý vị, là không có mầm thở gì đâu ạ. À, cây nó đã đạt cái độ tuổi cực cao thì cái cơ địa của cây tự phát, không những ở thân và chi cảnh rất nhiều, gần như đâu đâu cũng có. Cái lu cứ bé dần ra đến dăm chi quý vị nhé. Thì đây là một cây cây xanh rất quý của anh Sơn Ô Tô ở Hưng Yên quý vị nhé. Quá đẹp, quá đẹp. Đây là một cái tác phẩm nhỏ thôi nhưng mà cái giá trị nghệ thuật được mọi người coi trọng rất lớn. Một sai đó Huy xin lỗi, đã quên không cho quý vị xem tên tác phẩm xanh quê chủ nhân. Vâng, tác phẩm thì không có tên, cái xanh dáng là và trước mắt quý vị là một cái tác phẩm của anh Minh Dưỡng quý vị nhé. Một cây xanh của anh Minh Dưỡng. Và anh Minh Dưỡng chơi đồ thế nào thì quý vị chắc đã hiểu. Đấy, những cây dấu ấn thời gian còn rất nhiều những cây. Và cái bộ ba xanh cổ đã xác lập kỷ lục Việt Nam, là những cây đắt nhất, có những cái giá chuyển nhượng đắt nhất Việt Nam. Thì anh còn rất nhiều những cái tác phẩm xanh bonsai và những cây tầm trung. Thì đây là một cái tác phẩm của anh. Đẹp quá, đẹp quá quý vị ạ. Thân u sụn gai góc. Thời gian 5 tháng đã in hẳn đến tác phẩm và cho tác phẩm một cái độ cổ kính, già lua, khủng khiếp. Và trước mắt quý vị là một cái tác phẩm Phúc An, chủ nhân anh Bùi Vĩnh Long. Một cây dáng trực lối có tên là Phúc An. Thì thưa quý vị, là một cái tác phẩm, đây cũng là một cái cây đại thụ thu nhỏ, mang hình dáng của cây đại thụ thu nhỏ quý vị nhé. Và Sa Đức Huy chắc chắn một điều, mời quý vị chưa ngắm tác phẩm này mà nhìn tác phẩm này qua video thì đều có một cái cảm nhận, đây là một cây xanh cực khủng. Thì thưa quý vị, là cái thần thái của cái cây nhỏ, cái bóng dáng của cây nhỏ mà mang cái thần thái của cây to, cái điều đó là cái điều mà cực kỳ giá trị quý vị nhé. Mà cây đó mới là cái để đúng nghĩa là bonsai. Vâng, chúng ta thu nhỏ thiên nhiên vào trong chậu. Làm sao vào trong chậu mà mọi người thưởng lãm, nhìn ngắm cảm nhận được cái tác phẩm nó hùng vĩ, nó đồ sộ như ngoài thiên nhiên. Thì đấy là cái tác phẩm đã đạt được cái yếu tố về hình quý vị nhé. Đây quý vị này, Sa Đức Huy giới thiệu với quý vị, cây cao chỉ chưa đến 40 phân quý vị nhé.
Đây, tác phẩm chưa cao đến 40 phân đâu quý vị ạ. Và cái đường bệ thì cái chiều dài bệ cũng sấp xỉ 40 phân rồi. Thì quý vị hiểu cái tỷ lệ như nào. Vâng, cây hình như là cái bệ và cái ngọn nó theo cái chiều hình vuông. Thì quý vị hiểu là cái tỷ lệ rất là chuẩn. Đây là một cái cây đã cũng khá nổi tiếng, đi dự rất nhiều kiểu triển lãm và rất nhiều các quý vị đã biết cái cây tác phẩm này. Thì tác phẩm xanh quê thôi nhưng mà có cái chất cực kỳ đẹp, dăm chi lá đẹp lắm quý vị ạ. Lá mũi hài đẹp và chủ nhân đã cô lá bé xíu, lá như cái vảy hến. Những cây đặc biệt xuất sắc. Cảm ơn các chủ nhân đã mang những cái tác phẩm quý để trình diện với quý vị yêu cây trên cả nước. Thưa quý vị, là đây là những tác phẩm của bạn Hiếu ở vườn Long Ẩn quý vị nhé. Đây là một cái cây rất già của bạn. Và đây quý vị ơi, cây của anh Ngọc Sơn. Thưa quý vị, là cây của anh Ngọc Sơn quý vị nhé. Không có vẻ, không biết là phải là anh Ngọc Sơn phủ lý không, nhưng mà cây có cái đường thân, đường chi phóng khoáng và tự nhiên quý vị ạ, yếu tố tự nhiên rất cao. Thì cây này ngắm ở đa chiều, góc nào cũng đẹp quý vị ạ. Cây này ngắm tứ diện. Quý vị, những cái thắc sắc hiểm xanh. Vâng, có đẹp không ạ? Có giá trị không quý vị? Sạch sẽ, không vết tích gì, và lại còn đẹp nữa. Đây quý vị này, vẫn tác phẩm của anh Sơn Ô Tô nhé. Anh Sơn Ô Tô mang đến rất nhiều tác phẩm chất lượng. Và quý vị ơi, quý vị nhìn cái đường phiêu của cái tác phẩm. Rồi. Một cây xanh dáng lão, cây có thể gọi là cái lão mai quải tử hoặc là tiểu khu quải tử. Một cây các anh thì chưa đặt tên nhưng chắc hẳn là sẽ có tên. Cái có sai ghi lúc ghi nhận là một cây nghệ thuật cao. Cái nét nghệ thuật thể hiện rõ từ cái đường rễ đến đường thân và tiếp đến là tay cành chi dọc. Cây có cái độ móng vó rất là khủng và thể hiện cái sự vững chãi của tác phẩm. Da thì vàng hết rồi, thể hiện cái thời gian 5 tháng rất cao quý vị nhé. Thế và quý vị ơi, đây là một tác phẩm rất quý của anh Minh Dưỡng. Anh Minh Dưỡng mang đến mấy tác phẩm, thì đây là một tác phẩm quý của anh. Cây này già lắm quý vị ạ, một cây xanh năm điền, rất 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 già. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy cái màu da không ạ? Vâng. Anh em tưới cây mà chút có chút nước vào và nhìn có thích không ạ? Đẹp quá. Thì tác phẩm đang độ đẹp nhất. Ừ, đẹp lắm em ạ.
Thế và quý vị ơi, quý vị nhìn ngắm một cái tác phẩm này thực sự là gây bao nhiêu thương nhớ cho quý khách về để tham quan. Trong đó có bonsai đức vị, một cây dáng trực quyền, một cây trực hoành, quý vị có thể gọi là trực hoành. Nhưng cái thân bệ và tay cảnh nó đồng điệu và nghệ thuật đến một cách xuất sắc, quý vị ạ. Là quý vị nhìn này, những cái đường chuyển của thân và cảnh như cái nét chữ thư pháp ấy, nó uyển chuyển mà nó mềm mại, tạo lên cái bố cục cây cực kỳ đẹp. Cây thì cũng tuổi khá cao rồi, và quý vị nhìn từ trên xuống quý vị mới cảm nhận được cây giá trị như nào và đẹp như nào, hoàn mỹ như nào. Đây phải nói là cái tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, và cái yếu tố nghệ thuật nhìn vào thì không còn gì để phải chê nữa. Đẹp ở mọi cái góc cạnh, đẹp ở mọi cái phương diện nhìn ngắm. Vâng, không nhiều có cây có cái góc nhìn đa chiều mà đẹp như này đâu quý vị. Quý vị hãy nhìn ngắm một cái tác phẩm, một cây xanh Lam Điền, chủ nhân là anh Cường Trang. Thưa quý vị, một cây xanh Lam Điền mà có cái bộ bẻ rất khủng quý vị nhá. Cái cây tuy bé thôi, nhưng cái bộ chân móng này quý vị này, móng rồng hết rồi quý vị nhá. Đây là quý vị này, nhìn cái móng này đẹp quá. Sa Huy đánh giá một cái cây có cái bộ chân móng và bệ, và cái tỷ lệ đạt cái tỷ lệ rất cao. Ngoài ra thì cây còn có những cái tử xung quanh quý vị nhé, một thân chính và rất nhiều tử xung quanh, và cái độ già thì khủng khiếp luôn quý vị nhé. Độ già quá khủng khiếp. Thực sự là nhìn ngắm những cái tác phẩm này thì làm say đắm lòng người, bởi vì cái độ tinh tế, cái nét nghệ thuật rất là cao. Vâng, kính thưa quý vị, đang ngắm những cái tác phẩm đẹp thì mới nhận ra là tác phẩm này là tác phẩm cuối clip rồi. Thì dù rất điêu luyến nhưng mà vẫn có thể nói lời tạm biệt quý vị. Sao Huy sẽ hướng với hẹn quý vị, hướng với quý vị sẽ chia sẻ thật nhiều, gửi tới quý vị những cái thứ phim chất lượng để quý vị yêu cây trên cả nước được thưởng lãm cùng với Sao Huy. Sao Huy cảm ơn quý vị nhé, và hẹn quý vị ở video tiếp theo.